Mỗi đứa trẻ đều cần một không gian học tích hợp và chúng ta đều muốn cho con mình những trải nghiệm tốt nhất. Vậy đâu là giải pháp tiết kiệm cho gia đình? Vừa tiết kiệm không gian mà giá cả cũng phải chăng? Bàn chống gù điện tử của Ego Kit sẽ cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Bàn chống gù điện tử này có gì hay? Hãy cùng chúng tôi khám phá đó là gì. Trước tiên, phải nói tới chức năng nâng hạ một trạng, điều chỉnh độ cao từ 60 đến 120cm từ ngồi đến đứng mà không cần quay như bàn ghế truyền thống. Bàn điều khiển với 4 vị trí nhớ giúp con bạn chuyển tư thế học tập một cách nhanh chóng. Chân nâng hạ vô cùng êm ái, không ồn ào hay là mệt mỏi khi phải dùng sức để nâng mặt bàn giống như các loại bàn chống gù trước đây. Kệ sách 2 tầng giúp các bé đựng sách hoặc các đồ trang trí của bé một cách thoải mái. Hai bên cạnh bàn kết hợp các móc treo giúp các bé treo móc ba lô một cách thuận tiện. Mặt bàn có thể tùy chỉnh độ nghiêng lên tới 90 độ giúp trẻ thoải mái, thuận lợi cho việc học tập của trẻ. Ngoài ra còn giúp trẻ tinh chỉnh đúng tư thế nào phù hợp trong quá trình học tập. Hệ thống thủy lực giúp trẻ nhẹ nhàng nâng hạ mặt bàn một cách dễ dàng. Bàn chống gù điện tử còn được trang bị thêm giá đỡ sách, iPad hỗ trợ con trẻ trong việc đọc sách hay là học online. Ngoài kệ sách 2 tầng, còn có học bàn ẩn, giúp con trẻ đủ không gian đựng đồ yêu thích của mình mà không còn lo lắng cho việc cất đồ ở chỗ nào. Kệ bàn gác chân rộng giúp trẻ thoải mái hơn trong quá trình học tập của mình. Chân bàn được trang bị bánh xe, giúp dễ dàng trong việc di chuyển. Mặt bàn được thiết kế rộng rãi, hỗ trợ con trẻ thoải mái thả sức trong công việc học tập của mình. Mặt bàn được phủ lớp chống lóa giúp trẻ không mỏi mắt chống lại các tật khúc xạ ở trẻ. Bàn chống gù điện tử từ Ego Kit kết hợp ghế công thái học giúp trẻ ổn định các khớp xương, đồng thời điều chỉnh được tư thế phù hợp với chiều cao của bé và chi tiết của chiếc ghế và công năng của chiếc ghế ra sao. Cùng Ego Kit tìm hiểu nhé! Mâm ghế và tựa lưng được làm bằng lưới cao cấp, giúp thoáng khí, không bị hầm nóng sau một thời gian sử dụng dài. Tựa lưng được điều chỉnh lên xuống để phù hợp với vị trí lưng của các trẻ, đồng thời mâm ghế điều chỉnh theo chiều cao của chân, giúp trẻ có một tư thế thoải mái hơn trong việc học. Chiếc ghế này giúp trẻ căn chỉnh sao cho đúng vóc dáng của trẻ, hỗ trợ trẻ chống tật gù lưng ở trẻ em hiện nay. Cuối cùng nhìn lại siêu phẩm bộ combo bàn ghế chống gù điện tử đến từ Ego Kit. Với mong muốn của Ego Kit tiết kiệm không gian, linh hoạt trong sử dụng, giúp con trẻ cải thiện tư duy và tăng cường sự thoải mái cho bé trong quá trình học tập.